Bong thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến nghe ngô bữa nay Bong thơm lại đến chùa Champa để sau khi hạ thủy xong tập tốc độ bây giờ anh em sẽ đến dàn để tập và thể lực thêm nữa cả nhà. Ở sau lưng Dũng Thơm TV đó cả nhà, vậy mời tất cả mọi người cùng theo Dũng Thơm TV để xem anh em tập như thế nào nhé cả nhà, xin mời. ថ្ងៃនេះយើងបងធម្មទេវីបានមកដល់វត្តចំប៉ាវណ្ណរាមមកផងចាំជួយប្រពន្ធនឹងទេសនាថែមទៀតបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីសេរីថ្មីទាំងអស់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមសោះហាត់នៅក្នុងក្លៀងហើយលោកបានមករៀបចំហាត់អង្គងដើម្បីឲ្យចំណោះបានច្បាស់ចូលថែមជាងហិនបងធម្មទេវីក៏បង្វល់ជួយនឹងបាន Vâng, Vũng Thơm TV xin chào tất cả các bạn yêu mến nghe ngô hôm nay Vũng Thơm lại ghi hình thêm sau khi lại hạ thủy nghe ngô được chăm pa đến chùa Vũng Thơm Mắt Pero thử cả nhà thì cũng đã hoàn chỉnh hết, bây giờ lại tập thể lực cho anh em dầm sâu xuống. Nghệ nhân cũng có nói cả nhà khi nào sau khoảng hai tấc ba tấc thì mới bắt đầu đạt được cái kết quả như cái mong muốn của nghệ nhân Lâm. Giờ anh em đang chuẩn bị tập chân dầm sâu cả nhà, sâu như nào nó tốt nữa nha, coi chùa quả nó ơi chủ bạn chở cho nó lọ mình đó, bên chị trang các bạn mình tạo nó hơi lậu thuốc rồi các bạn đặt sau xong mà sẽ đôi thử và tin là chùa xóa mạnh lậu nó đi chừng hát trên đó và chùa quả chủ hai chủ quê la lọ vậy nọc đọc là vườn thuốc. Trước này cũng thấy sâu đạt cả đó cả nhà, ngập tay rồi đó, bộ phận dòng sau này chưa có đạt được bao sắc sâu cả nhà đó. Thì những nhân Lâm cũng có chia sẻ cả nhà, thì khi nào đạt dòng được sâu chút thì cũng đưa tốc độ ghe nó đến nhanh hơn. Ngôi chùa Châm Pa nữa cả nhà. Trước khi hạ thủy thì anh em đã ghe thì hoàn chỉnh hết rồi. Giờ chỉ còn có vận động viên tập khi dầm sâu chút nữa thì sẽ ổn định. Tại bên trái thì cũng thấy điều hết rồi. Giờ coi xuống la cho sâu sâu bên ôi chủ lít đây thì bây giờ mình cài tật bàn trận thấy tuột chưa nữa mày chứ thứ năm hả thứ năm á ồ tôi còn đã chạy đấy còn đã chạy ra cầu thủ nữa mày chứ mà làm em cầu thủ lần vô bó là gặp anh em vô bó đấy. Giờ tụt dưới nó cầm sủi chén quá lắm. Khỏe không phúc luôn nữa. Mình cố gắng kinh phí á, bởi tụt dưới nhà đợi kinh phí. Đợi kinh phí xe sẽ đem sạch ai. Nhưng mà dưới phải tôi chơi sao mà. Dưới sẽ dưới sự kinh lạc bình dưới. Ừ. Bà này mới bà này nụ đấy. Bên đây dầm con dẫn sống cả nhà. Và nó bên chùa lộ. Oh!
thì cũng đã ổn định hết rồi đó cả nhà. Bây giờ chỉ còn cái tập thể lực nữa là coi như là ok rồi. Khi nào đạt dầm sâu tốt nhất thì sẽ có hiệu quả cao, sức phát nó bị mệt. Bên này dầm nó tốt hơn nha. Bên trái thì màn hình thì rất là đều. Yeah.
Xin chào tất cả các bạn yêu mến ghe ngô. Cũng thôi mà cũng xin tạm dừng video ở đây. Thì cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn ủng hộ và đồng hành. Lâu còn không có xong các video tầm xin rồi xong chúng tôi và ôn này hà nâu là kênh bóng thông TV nó sọc đây mình coi là ngọt nè bà ta chứng bóng thông mà xô ngọt quân nâng tập lập mà quân chẳng chú đồng ôn như thế nào tiếp bà ta xô ngọt quân ngọt nè.